Chào các bạn, hôm nay mình cùng các bạn khám phá khu đất 200-1 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì. Thì đây là cái con đường hẻm để đi vào cái khu đất này các bạn. Còn ở phía đây là con đường lớn nè các bạn, cái đường Trần Phú nè. Đây, chỗ đây là số nhà 200-1 nha các bạn. Bây giờ mình cùng các bạn đi vào bên trong này để xem nha. Thì từ mặt đường quốc lộ đi vào trong đây thì nó khoảng có mười mấy mét thôi. Thì bây giờ chúng ta đi vào đây thì đây là lô đất này các bạn. Xung quanh này nhà ở khá là đông đó các bạn. Xung quanh nhà ở khá là đông nha. Đây là mặt đường bê tông. Thì cái khu đất này là có 4 lô, mà hiện tại khách hàng mua hết 3 lô rồi, còn một cái lô phía cuối kia nha các bạn. Đó. Thì cái lô ở khép cuối đó là tầm khoảng 40 mét vuông đó các bạn. Cái khu đó là khoảng 40 mét vuông nha. Khu đây thì nhà ở khá là đông đúc nè các bạn. Đó, các bạn có nhu cầu các bạn có thể mua cái lô như thế này, các bạn ở khá là yên tĩnh. Đất ở đây thì nói chung là cũng khá đẹp, lô đất khá là cao ráo nha các bạn. Khu đất khá là cao ráo nha các bạn. Khá là cao ráo, khá là bền phẳng. Thì chỗ này thì cũng như nãy mình nói là cái khu này gồm có 4 lô, mà khách họ mua hết 3 lô rồi, còn lại cái lô ở khu cuối đó các bạn. Thì khu này ở nói chung là khá là yên tĩnh đó các bạn. Khu này toàn là dân ở thôi, không có khu công nghiệp hay kinh doanh mua bán hay là sản xuất gì. Nên là nếu mà cái khu này mà mua đỡ ở thì khá là tốt đó các bạn. Thôi chào các bạn nha. Hẹn các bạn các video mà giới thiệu cái tiếp lần sau. Chào, hẹn gặp lại.